Khánh có thấy cái đu đủ cũng hầm hầm cũng ngon. Rồi sáng nay Khánh đi chợ á, Khánh thấy người ta bán ốc bu nè cũng ngon lắm, cho nên là Khánh mua về. Khánh nói bỉ thì để vô đây một miếng muối nè, với Khánh sắc xả Khánh để vô. Bữa nay á thì Khánh sẽ làm cái món gỏi ốc cho cả nhà ăn thử. Hồi nào tới giờ thì cũng thấy là người ta hay làm gỏi mà ốc đắng với bắp chuối. Rồi còn gỏi ốc á, thì gỏi ốc bu thì Khánh chưa thấy ai làm hết. Rồi bữa nay thì Khánh làm thử coi ngon không. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi. Bữa nay cả nhà Khánh có một tin mình, đó là
hồi nãy chú Tư, chú tổ trưởng ở đây nè, vô đây rồi chú lên danh sách ở nhà mình ai muốn đi chích á thì cho tên, cho năm sinh đó, để đăng ký đi chích. Thì ở nhà Khánh là đăng ký được hết luôn, mẹ cũng được, rồi bốn đứa em luôn, ba đứa em, chỉ có Vi là còn nhỏ tuổi không có chích thôi. Thì thuốc này là thuốc của anh đó. Thì nghe cũng khoái, nghe cũng đỡ sợ. Tiền cảm giác sao? Sợ cũng chết luôn ạ. Sao sợ? Thì sợ thì không có nghe nói ai mà có bệnh nền gì bên tim này kia đó, sợ chết thì cũng nói chung là nó không được khỏe hơn ta, cho nên là con nghe con sợ. Có bác sĩ khác mà người bác sĩ mới chết chứ đâu phải là muốn chết nè, ai muốn chết này chết được đâu, không phải ai muốn chết cũng được đâu. Cho bác sĩ mình chết ở đâu ta? Bên y tế, bên trạm y tế gì á? Chị à, nghe là giờ chích thuốc đợt này là thuốc của anh, cho nên là Khánh mừng lắm. Còn nghe nói đợt trước là thuốc của Trung Quốc, đợt trước mình không có chết. Nói chung là tâm lý của mình là như vậy. Giờ đu đủ này Khánh đào, Khánh đào ra làm lỗi thì mình đào sợi ra luôn. Có cái bàn đào bự này mình đào ngon lắm. Thấy đi nguyên vòng không? Cái bàn đào bự này nè, cái lưỡi nó sâu. Ui, ôi sao nó mềm mềm ta? Rồi ngon ngay chắc ăn được rồi á. Sao? Ủa sao chín dữ ta? Nghe khô chưa thấy có dịch luôn mà chín rồi. Chín rồi. Cái này không phải chín quá mà nó còn sực sực. Cái này chín như vậy ăn sống á. Này ăn sống thì ngon. Nó đào hết lớp ngoài á. Đừng vào đâu tâm. Ừ đúng rồi, bây giờ mình lấy lớp ngoài thôi. Mình chỉ lấy lớp ngoài vỏ thôi, còn cái lớp tâm thì để cho tụi nó ăn sống. Tụi nó khoái ăn sống, mấy đứa em Khánh nó khoái ăn sống ngon. Đu đủ hờm hờm giống như vậy đó. Có lý à. Cái này nè, cái mồi ngọt ngay luôn nè, chín ngọt lắm á. Mình hành hạ tới đu đủ không có được. Cái tội ai kêu chín, ai kêu ngon quá anh chị. Đó. Được nhiêu đây để lấy làm gỏi thôi. Còn cái kia thì nó hơi chín rồi, thành ra là Khánh không có lấy. Sợ hồi giờ thì nó chưa mềm, sợ hồi cái mình làm cái nó mềm ăn không ngon. Nó lấy được nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ sẵn có ổi ở nhà nè, Khánh bào ổi thêm đặng mình làm gỏi luôn. Ổi này ngày hôm qua hái nè. Không, cái ổi đó không ngon. Cái ổi nè. Vậy Khánh bào, Khánh để vỏ luôn ăn cho nó thơm. Chứ nếu gọt vỏ thì nó hết thơm rồi. Cái ổi này thì ổi cũng vừa già tới, lai lai qua sắp chín thôi chứ chưa có chín. Cái này nó còn chua. Còn chua chua chát chát á. Cái này còn chua chua chát chát. Thì mình làm gỏi á, cái gì chua chua chát chát thì nó lại ngon. Cho nên là Khánh chọn ra tới như vậy.
Chính này xúc mai hết trơn rồi. Vớt ra đi. Để cho hồi nó nguội nguội về lễ. Cái này là gì của nó hả ta? Khoan từ từ. Cái này là gì của cái nó đó, đó. Cái đó đó. Hả? Cái đó đó. Thức ăn đó. Khoan, khoan. Vậy để gỡ cái này ra nữa. À. Thấy không? Vậy là bây giờ phải... Nó làm gì chảy nước miếng hay gì? Ủa? Ủa mình làm gì ta? Chảy nước miếng không biết. Bây giờ lấy cái... Bây giờ Khánh... tiền thì... lấy ốc, lấy ốc xong rồi giờ Khánh thì Khánh gỡ mấy cái dơ ở trong cái mình của con ốc ra, rồi cái mình lại mình lấy cái nước luộc ốc hồi nãy á, mình rửa lại con ốc là bảo đảm con ốc nó vẫn còn ngọt. Bây giờ Khánh mới biết là con ốc đực á thì nó dơ, còn con ốc cái thì nó rất là sạch. Thì cái này là con ốc đực nè, khi mình lấy ra rồi mình mới biết là đực hay cái. Thì con ốc đực á, nó có cái bao tử nó chạy dọc vậy nè, là màu đen. Bây giờ mình phải cắt cái bao tử nó ra. Cái này là thức ăn của nó, mình phải cắt nó ra, mình lấy cái đầu của nó thôi đó. Vậy là đúng đó. Còn cái bao tử này bỏ lại. Cái này cũng vậy nè, đây là cái bao tử của nó nè, cắt bỏ, lấy cái đầu lại. Mà tới giờ đâu biết đâu, giờ mới biết. Lấy con bên thôi nha tiền, lấy đừng để lộn xộn. Ý là ốc này là đã Khánh đã ngâm rồi á, thì ngâm dưới phèn rồi luôn á, mà trong con ốc á nhiều khi á nó còn dơ ở tâm, giờ mình phải lấy nó ra mới sạch được. Mình chỉ lấy đúng cái đầu nó thôi, hồi nào tới giờ không có biết. Mình ăn cái mình nãy nó ăn luôn vậy đó, đâu biết đâu, giờ mới biết nè. Ủa con này ai ăn mất tiêu vậy? Mới bỏ xuống thì đổi thừa ai ăn. Ủa con giục ra mà. Cái gì vậy? Hai đứa ngồi cho hổ. Ngồi vậy nó dễ sắc nè. Tiền nó khoái ăn ốc này dữ lắm. Bình thường á mình đi vô quán á, thì ở trong mấy quán mà có bán hải sản á, thì người ta có làm cái món gỏi ốc giác. Ốc giác nó bự chảng luôn, bự bằng cái chén vậy nè. Thì người ta sao ví dụ một con 1 kg đi thì chắc khoảng được chừng 300 g thịt cái gì ha. Cái vỏ ốc nó nặng dữ lắm, không tới luôn nữa. Ừ. Thì cái người ta sắt mỏng 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 ra, cái người ta trộn gỏi cho mình ăn. À, Khánh nhớ hồi lâu rồi Khánh có ăn ở đâu rồi một lần quên mất rồi. Thì bữa nay thì ốc giác thì nó mắc tiền lắm, mà cái vỏ nó lại nặng nữa. Còn Khánh mua ốc này nè, về giả bộ làm thử thử cái làm sao. Ủa hết rồi, làm nữa đi. Giờ Khánh cháy hành tím, tại vì mình làm gỏi là phải có hành tím nó mới ngon.
chén hành tím này hồi nãy tiền sắt ha. Ít hồng tôm bữa hổm mình đi siêu thị mua ở Long Cẩm không? Để lấy ra mình chiên luôn. Chiên bánh hồng tôm ăn với gỏi. Vì rất hợp khoái bánh hồng tôm. Rồi khi mà mình làm này thì cũng nghe nói là để vô đây một miếng muối. Ở nhà mình còn bột mì phải không gì hơn? Bột mì á. Cho hai miếng đi, cho hai nghe nữa mổ bột mì đi. Thấy bỏ bột mì vô đây luôn. Nghe nói là làm vậy thì hành của mình nó sẽ giòn. Để làm thử, đây là bận ngày là làm thí nghiệm, nếu mà được là mình có biết bí quyết để cháy cho hành nó giòn mà nó không bị bể ra đó. Dạ. Bỏ đây nè. Không. Xóc lên rồi cũng bỏ lên chiên. Được thì thử đi. Giờ có dầu rồi nó đâu có dính với hành đâu. Không dính nữa. Phải xóc lên giống như gà rán, xóc lên vậy đó. Nghe hả? Rồi bỏ vô đây miếng muối à. Ốc rửa sạch rồi nè. Giờ Khánh sắt nó ra. Chắc sắt làm hai quá. Chắc làm ba thì nó chạy tới chạy lui hoài. Đó. Con nào bự thì sắt làm ba, còn con nào nhỏ thì sắt làm hai. Thường thường con ốc nào cũng vậy, mình ăn được cái đầu của nó thôi. Chỉ có con ốc hương là mình ăn được nguyên cái mình của nó luôn. Ăn cái ruột, cái gan của nó luôn. Chưa vô sinh luôn nữa, để hái xong rồi vô sinh. Ây da. Cái cây này quá chừng tay chín luôn nè, mà cao quá à, hái không tới. Chắc hái được mấy táo. Đại luôn, bất sức cứu hết trơn qua. Dịp sức cứu bất vừa đủ thôi để mời món hư. Được rồi, được rồi. Đầu cổ trơn. Rồi. Chắc được rồi. Giờ Khánh sắt nổi ớt, tặng làm cái nước mắm. Cái ớt này là ngày hôm qua hái ở bên kia á. Nay đem về ăn liền luôn. Ủa làm gì tè? Chị đi nhà đi vậy. Rồi. Giờ ớt mình làm gỏi á, mình để hộp á thì ăn dễ bị túng hộp lắm. Giờ lấy hộp ra rồi mình mới lấy cái vỏ đỏ ngoài thôi. Mẹ nói là chích ngừa mẹ sợ.
Tại mẹ nói là mẹ thấy mấy người chích ngừa mà bị này kia đó, cho nên là mẹ nói mẹ sợ. Con cũng sợ rồi. Tiên chiên bánh phồng tôm hay vậy? Đang chiên nè. Ừ, chiên đi. Chiên thêm cho con Vi với nha. Nãy mẹ dặn rồi đó. Thêm cho con Vi nó hết vậy nè anh. Vậy gì kìa, nhúc nhích rồi kìa. Có gì hả? Nhúc nhích rồi. Nãy ăn đụng nó mấy nhóc vợ bụng lình thình quá. Nữa. Nãy tắt này xin qua với Tiền mới vừa cho chú Năm hái nè. Giờ Khánh làm nước mắm. Quá chị Thư đi ăn cắp á. Không biết chú Năm vậy hả? Chú Năm ngủ rồi vậy. Mình làm đậm đà chút đi ăn cho ngon. Cái nước này thì mình chỉ có tắt rồi muối nè. Ủa, tắt nước mắm với lại đường. Muối thì nó mặn quá. Để chút xíu muối cũng được mà. Cô nhà anh nè. Chị Ba chứ coi điện thoại gì vậy chị bà. Tiền muốn quẹt cho xong. Cái phồng tôm này chắc ngon nè. Trong đây có hành hẹ đâu này kia nè. Chắc họ thơm. Thơm thơm đó phồng tôm hôm bữa mua chân Quỳ. Bữa không có chê, đúng không? Hôm đó họ không có chê. Tại vì cái đó có màu á. Mua thấy có màu đẹp đẹp á, mua cho nó ăn á. Nó chê là tại vì bữa đó khui ra xong rồi chiên xong rồi để bị lọt gió, chiên nó bị chai, nó không có phồng lên nữa. Ánh phồng tôm sa gì sa giang. Bữa hổm đi siêu thị á, sẵn tiện Khánh mua. Bữa nay có dịp ăn, để ăn thử một cái thử thi ngon không nha. Ở trong đây thì người ta có để hành này nè, giờ ăn thử đi. Không? Bụng nó đang lần sình không ăn được. Ngon. Ăn nó thơm mượn tôm dữ lắm luôn, với lại nó giòn nữa. Ngon hơn cái bánh phồng tôm ở ngoài chợ mình mua bịch. Rồi. Dục. Ngon. Đứng chậm nấu qua. Thường thường gỏi thì phải có rau găm. Hôm nay thì Khánh không có để củ hành tây mà Khánh để rau găm thôi. Rau găm nó thơm, nó bốc cái mùi nước mắm chua ngọt của mình lên đó. Nó thơm dữ lắm thơm. Dạ, Khánh để vô đây luôn. Này là ổi nè. Ổi Khánh sắc ra. Rồi đu đủ thì sắc sợi. Rồi bây giờ là Khánh trộn á.
cái này là cái nước mắm có miếng muối nè, để miếng muối, bỏ chút xíu nước mắm đồng vô cho nó có thơm thơm, thấy chua chua ngọt ngọt vừa ăn rồi. Còn cái này là hành phi, hành lúc nãy phi nè, giờ Thánh để vô đây hết luôn cho gỏi của mình nó ngon. Tạm rồi, khi mà để hành phi vô cái chén này á, cái chén nó trộn này nè, cảm thấy nó rất là thơm luôn á. Rồi ba, cầm dây ốc đi. Rồi giờ Khánh chan lên đây luôn, hấp dẫn quá. Rồi để ốc vô luôn. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn, nó thơm dễ sợ thơm luôn. Nó trộn đều lên vậy nè, một hồi nó mới thấm được. Thơm mà nước mắm vậy, thơm rau găm nữa phải không? Thơm thiệt thơm luôn. Khánh sợ là khi mà Khánh bóp bằng bao tay á thì đu đủ của mình nó sẽ bị mềm. Còn giờ mình trộn vậy nè thì đu đủ nó không có bị mềm, nó không có bị ra nước. Đậu phộng Khánh không có đập dập, Khánh để nguyên hộp vậy nè, ăn cho nó cắn cái làm cái bụp cho nó béo béo cho nó ngon. Gỏi ốc với ổi với lại đu đủ xong hết rồi, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị nha. Xin mời ông bà cô ạ. Cái này thì mình muốn chấm thêm thì mình chấm với nước mắm xả ớt. Giờ lấy ra ngon không kìa. Lấy mẹ thì khó, mà gấp chung với mấy cái khác thì nó mới dính. Thơm hết rồi. Dạ. Xin mời ông bà cô chú. Khánh xin mời cô bác ăn gỏi. Khánh xin mời ông bà cô chú. Dì Hương ăn đi. Ai, gỏi này thì giờ mình làm. Lấy cái này ha. Cái mình gấp mỗi thứ một chút. Ngon mà. Vừa ăn ngon. Vừa ăn. Công nhận là ngon thiệt luôn á. Mình ăn tại vì ổi này á nó chưa chưa chín
Khánh lựa những cái trái mà mới vừa già tới á, thì ăn á nghe nó rất là thơm, thơm hức ngỏi luôn. Thơm mà nó không có ngọt, nó hơi chua chua chát chát, nhưng mà miếng ổi nó rất là chắc luôn, nó không có bị mềm. Ăn tấm cục muối của ai gì á hả? Chỗ có cho bằng lè à, chắc có cục muối chưa tan gì á. Cái loại hồi nãy xong đưa gỏi miếng thôi. Này cái đầu của con ốc. Ăn được không quá à? Nãy tới không ăn nặng bụng, ăn mấy ốc nặng bụng. Ăn thử xem ăn giờ ăn mất ngay rồi. Cộng thêm cái bánh này nè, ăn vô nó thơm, nó thơm mùi tôm mà nó người ta đã có nêm nếm rồi, ta không có bọt á, nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Lấy cho ba cái đi chị. Ngon lắm, ăn rồi nãy mắc cười chó nó gị dảo đường quy hả? Hiểu hả? Thằng Chi thấy chị ba tiếng ngồi chứ cười hiểu hả? Cái gì á? Cái gì vậy? Ai đu đủ cũng ngon mà ổi cũng ngon luôn, ốc ngon, cũng ngon luôn hả? Không có ăn không? Cái mấy ngày á đây lại đi ngoài ăn bỏ đó đi luôn đi, để con chó đưa đây. Người ta là con khỉ còn này con chó. Ngon không? Bỏ đu đủ mà tép. Mình cắn cái dầu con ốc á, nó dai dai giòn giòn, nó thơm mùi ốc nữa. Lần đầu tiên làm thành công. Ngon quá. Vậy thôi ăn tự nhiên nha. Mẹ Khánh rất là kén ăn, nhưng mà bữa nay là mẹ Khánh ăn thì ngon là thấy ngon rồi. Chảy nước miếng gì vậy? Đâu có đâu. Có bánh tán rồi, súp gì ăn ngon á. Súp gì à? Tuần qua là đâu có đâu. Thấy miếng ổi nè. Khánh cố tình Khánh không gọt vỏ, nhưng mà để vậy á, mình ăn rất là ngon luôn. Nó thơm mùi ổi dữ lắm. Miếng này miếng thứ tư rồi phải không ta? Tư năm gì á. Mình thấy ổi làm gỏi làm ngon. Bò mỏng vậy á. Mình thấy ăn rồi người ta ăn rồi. Ở cốc thì sao? Tới cốc còn gỏi ngon. Ổi nè. Thấy người ta làm rồi. Ổi thêm vậy học đậu phộng lên nhà cho nó thơm. Béo. Đu đủ á thì Khánh bào sợi hơi dày dày một chút. Ổi á thì bào mỏng mỏng. Công nhận cái gỏi này mình ăn thấy lạ lắm luôn á. Mình gỏi lại đó. Ở trong chị thấy là ta có làm quen tình hình rồi. Mình ăn mình thấy lạ, mình không biết mình đang ăn cái, nếu mình nhắm lại mình ăn á, mình không biết mình đang ăn gỏi gì, nhưng mà cắn miếng gỏi thì nó mới thơm thơm. Nhưng giờ có ở nữ hoàng thì sao không có hộp. Nên mình cho làm á. Nó nè. Có hộp nhưng mà có chút xíu mà. Cái hộp nhỏ xíu mà. Ở nào ở nước hoàng nè, có giống ổi hả? Ổi mặt nó không có hao ổi nhiều. Thấy người ta làm tép á, tép với thịt luộc chắc không thấy ốc à. Mà tép so ra với ốc thì Khánh thấy là gỏi ốc làm như ngon hơn, nó giòn hơn. Thì cái nào làm cũng được, muốn làm với ốc là làm, muốn làm tép. Tép thì mình phải lọc giọt á, cái thịt nó thì nó ngọt mà nó mềm hơn. Còn ốc, ốc này nấu cà ri cũng ngon cái gì sao? Nấu cà ri ốc á. Mình thấy là cà phượng buộc rồi, có một cà bào mỏng á. Ổi nè. Rồi. Mẹ ăn nữa mẹ. Ăn nhiều. À vừa nhìn lại nữa là thấy ngon cái gì?
Không cái này thôi. Ăn ốc nhiều hả? Gì nhiều? Gì cũng được. Gì cũng được thì ổi nha. Có đậu phộng nữa. Nó thơm. Ăn cái bánh mùng tôm ngon. Ngon hơn ăn bánh xì nách. Rồi. À, vậy này à. Đó là hamburger hả? Ha. Cái món gỏi ốc này thì nó rẻ tiền. Nói chung là cũng rẻ tiền, cũng rất là đơn giản, rất là dễ làm, không có mắc tiền như là gỏi ốc giác. Nhưng mà ăn thì Thanh thấy là nó không có thua kém gì cái món gỏi ốc giác ở trong nhà hàng đâu. Gỏi ốc giác có đồ ngon. Gia nhất là trời không được tiền, cắt không đứt nữa. Kìa mẹ không biết ai kêu gỏi ốc giác bữa đó mẹ có ăn. Trời ơi, gia nhất cắn được. Nhân yếu cắn được. Ốc này mình ăn được. Mẹ ăn được. Clip của Khánh Tê cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ cũng như là có hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Dì Đồng Quê nha. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại. Bữa hổm thì Khánh mua 2 chai dầu mà mua lộn dầu, rồi bữa nay mua tả lại nè, mua lộn 2 chai dầu Phật Linh này cho chị Hương rồi. Dầu này mới đúng là dầu Thái nè. Thì ta bài á là mình lấy dầu Thái này nè, đặng mình pha với cái mật á, đặng mình làm thuốc bị trị viêm son á. Giờ Khánh làm thử, tại nhà Khánh cũng có người bị viêm son, có lần tiền á bị viêm son, cho nên là sẵn có mật gắn mình làm luôn thử, nếu mà hợp á thì nó hết, mình khỏe. Dầu này là toàn là chữ có chữ tiếng Việt trong này nè. Đây là chai dầu Thái. Cái chai dầu này nó muốn đầy gì giờ sao ta. Rồi bây giờ dít một cái mặt ra. Ô vậy còn sao bỏ vô. Khánh cũng không biết làm sao để cái mặt vô nữa. Làm sao đây? Để cái chai nắp. Xong mình chọt cái tâm thẳng xuống dưới luôn. Rồi còn cái mặt. Vậy hả? Cho cái nước nó đi vô á. Chọt cho bể cái mặt. Cái nước nó đi vô. Có chuyện xịt vô mắt chết luôn á. Đắng chết luôn á. Phải quay mặt chỗ khác mới được. Này cũng hơi bị khó á. Sao không làm được vậy ta? Nó dai quá. Nghe cái kêu cái ẹt luôn á. Ui, chưa xong. Ui. Ui, cái gì mà đưa lên đưa xuống kìa vậy? Đó. Đó, nó xuống rồi đó. Nó xuống được rồi đó. Mẹ làm gì vậy? Mẹ làm cái mặt con rắn nè con. Đó, nó xuống rồi đó. Mẹ làm mặt rắn gì? Mẹ làm thuốc á. Để Khánh coi thử coi sao nó có màu xanh xanh ở trong đây nè. Mẹ làm thuốc á. Con mới ngủ dậy á hả? Ngủ ngon không? Ngủ ngon không con? Mẹ mẹ luôn con đi tay mắt tay. Đó là lắng tay đi, ngay góc vừa kìa. Đó là ngay góc vừa đó. Rồi, đây là cái mặt thứ hai. Cái mặt coi nhỉ với nó dây nhách à. Nói vậy mới vô ạ.
Đầy chưa? Đầy rồi. Mới bỏ hai cái mặt vô cái bắt đầu nó đầy lên này. Đầy cho dầu luôn. Rồi mình đầy lại mình để dành. Để vậy khoảng một tuần lễ sau. Mình ủ nó vậy nè, một tuần lễ sau thì mình mới bắt đầu mình hít. Cứ ngày nào cũng lấy ra hít miếng, hít miếng.